Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vấn nạn tham nhũng nghiêm trọng trong ngành xuất bản giáo dục. Ngày 24 tháng 9, AFA tiếng Việt cho hay hối lộ trong ngành xuất bản thông đồng móc túi dân. AFA cho biết cựu chủ tịch hội đồng thành viên nhà xuất bản giáo dục Nguyễn Đức Thái bị đề nghị truy tố vì đã nhận tổng cộng 24,9 tỷ đồng để nâng đỡ cho doanh nghiệp trúng thầu cung cấp giấy in sách giáo khoa. Hành động của ông Thái nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực, đồng thời giúp cho doanh nghiệp đưa hối lộ, lũng đoạn thị trường sách giáo khoa. Hình ảnh bài trên AFA. Theo AFA, thông tin ông Thái bị đề nghị truy tố được nhiều phụ huynh và cả giới chức trong ngành giáo dục phát hành sách tỏ ra hài lòng. Nhiều người trong số họ còn cho rằng các ngành chức năng cần xử lý nghiêm vụ việc. AFA dẫn nhận định của thầy giáo Đỗ Việt Khoa từ Hà Nội cho rằng qua việc ông cựu giám đốc nhà xuất bản giáo dục vừa bị phát hiện tham nhũng đến 25 tỷ đồng, có thể nói quan chức ở Việt Nam mấy năm gần đây cứ động đến ai là người đó sẽ có tham nhũng. Nó cho thấy ngành giáo dục cũng như các ngành khác như xuất bản, một khi có sự bao cấp, bảo vệ, che chắn thì quan chức hết sức lộng hành. Nghiêm trọng nhất là sách giáo khoa ảnh hưởng đến toàn dân, ảnh hưởng đến những đứa trẻ từ bé đến lớn. Vậy mà nhiều kẻ sẵn sàng làm những việc tán tận lương tâm, thông đồng nhau để móc túi người dân. Theo thầy Đỗ Việt Khoa, nhận hối lộ của các doanh nghiệp để nâng giá thành sản phẩm là một việc tham nhũng rất phổ biến ở Việt Nam. Có thể nói, nhiều công trình xây dựng trường học tại Việt Nam trong tình trạng như thế, ngân sách thất thoát ít thì 30%, nhiều thì tới 50%. Tình trạng này cực kỳ phổ biến do Việt Nam đang không có một cơ chế giám sát quyền lực. Những vị cán bộ cầm quyền do đó mặc sức lộng hành, mặc sức tham nhũng và rất ít khi bị phát hiện. AFA trích dẫn truyền thông nhà nước cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 hôm 24 tháng 9 khẳng định có lợi ích nhóm trong vụ án đấu thầu cung cấp giấy in sách giáo khoa ở nhà xuất bản giáo dục. Hình ảnh cựu giám đốc nhà xuất bản giáo dục Nguyễn Đức Thái. AFA dẫn nhận xét của Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng từ Sài Gòn cho rằng tham nhũng là căn bệnh trầm kha của kinh tế nhà nước. Chuyện ông Thái tham nhũng số tiền lớn như vậy, đó là bệnh chung của tất cả các công ty nhà nước. Đây không phải là vấn đề riêng của nhà xuất bản giáo dục. Bất cứ cơ quan nhà nước nào cũng có nạn tham nhũng, ít hay nhiều. Vấn đề đặt ra là quản trị các công ty nhà nước như thế nào, trong đó có nhà xuất bản giáo dục, chứ không nên tách nhà xuất bản giáo dục ra như một trường hợp đặc biệt. Như vậy thật sự không thể giải quyết vấn đề. AFA cũng cho biết sách giáo khoa nhiều năm qua liên tục tăng giá khiến nhiều phụ huynh than vãn, trong khi nhà xuất bản giáo dục là doanh nghiệp độc quyền từ biên tập, thiết kế, chế bản, xuất bản in cho đến phát hành, kinh doanh đối với sách giáo khoa được biên soạn. AFA đưa ra câu hỏi mà người ta đề cập rằng việc bồi thường cho phụ huynh học sinh đã mua sách giá cao vì bị đội giá do chi phí hối lộ sẽ ra sao? Vấn đề này thầy Đỗ Việt Khoa cho rằng chuyện mong muốn đó thì dân tình người ta mong muốn nhưng có lẽ không bao giờ thực hiện được. Việt Nam là như thế, quan chức đã tham nhũng, đã làm thiệt hại cho người dân thì người dân chịu, nhà nước mất thì nhà nước cũng chịu. Hầu như không thể thu hồi được và cũng chẳng bao giờ bồi thường thỏa đáng cho người dân. Cho nên tóm lại, nhân dân vẫn là người chịu thiệt thòi. AFA lưu ý thêm, trong khi ngoài chi phí sách giáo khoa vào mỗi đầu năm học, phụ huynh học sinh phải đóng rất nhiều khoản tiền phụ thu khác nhau mà với một số gia đình khoản phí đó không nhỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Vấn nạn tham nhũng nghiêm trọng trong ngành xuất bản giáo dục. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Đại học Columbia mời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trước sinh viên. Ngày 24 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay Đại học Columbia giải thích lý do mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Tô Lâm đến nói chuyện. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới của Đại học Columbia ở thành phố New York hôm 23 tháng 9. Trong cuộc nói chuyện do bà Nguyễn Thị Liên Hằng, giáo sư từ Đại học Columbia điều phối, ông Lâm đã trả lời các câu hỏi của sinh viên sau đó. Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho biết Đại học Columbia nói rằng họ cam kết quyền tự do ngôn luận và không tán thành quan điểm của diễn giả nào khi tổ chức buổi nói chuyện với ông Tổng Bí thư Việt Nam. VOA đề cập đến việc dân biểu Mỹ Michelle Steele phản
phản đối buổi nói chuyện này khi bà kêu gọi trường hủy bỏ sự kiện. Bà Steele đã gửi một bức thư tới chủ tịch tạm quyền của trường là bà Katrina Armstrong vào ngày 20 tháng 9 để đề nghị trường rút lại lời mời ông Tô Lâm. Sau đó, bà Steele đã đưa ra một thông cáo ngay trước khi buổi nói chuyện diễn ra hôm 23 tháng 9 để nhắc lại lời phản đối này. Bà Steele, người đại diện của địa hạt 45 tại California, tại Quốc hội Mỹ, cho rằng ông Lâm là một nhà độc tài nguy hiểm đã kiềm hãm quyền tự do ngôn luận và bắt giữ nhiều tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Theo vị dân biểu này, Đại học Columbia không thể thúc đẩy một môi trường học thuật có tự do ngôn luận và tự do biểu đạt khi tiếp đón một trong những lãnh đạo nổi tiếng nhất của chủ nghĩa độc tài. VOA dẫn lời người phát ngôn của Đại học Columbia khi trả lời yêu cầu bình luận qua email, nói rằng diễn đàn lãnh đạo thế giới của trường mời những nhân vật có ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới tham gia cộng đồng trường. Hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại học Columbia sáng ngày 23 tháng 9. VOA cũng cho biết ông Tô Lâm có bài phát biểu gần 30 phút, trong đó ông nói về ngoại giao thời đại mới của Việt Nam, sự hàn gắn với thương chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ để từ hai cựu thù trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Theo VOA, trong phần trả lời câu hỏi của giáo sư Liên Hằng, người đồng thời là một thành viên quản trị của Đại học Fulbright Việt Nam, ông Tô Lâm đã đọc những tờ giấy được chuẩn bị sẵn khi trả lời các câu hỏi về việc hàn gắn quan hệ Mỹ-Việt dưới sự lãnh đạo của mình và đưa ra lời khuyên để giải quyết mối căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Sau phần nói chuyện với người điều phối, ông Tô Lâm đã trả lời câu hỏi của 7 sinh viên được giáo sư Liên Hằng gọi tên, trong đó có các sinh viên Việt Nam, Trung Quốc, Úc và Nhật. Họ hỏi về chính sách quốc phòng Việt Nam, về ngoại giao cây tre, về chính sách của Việt Nam để khuyến khích sinh viên về nước, sự hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ, hay sự cân bằng của Việt Nam trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Hình ảnh giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng và ông Tô Lâm tọa đàm ở Đại học Columbia. VOA dẫn bức thư phản đối của dân biểu Steele cho rằng ông Lâm có tiền sử được ghi nhận về việc kiềm hãm quyền tự do ngôn luận trong vai trò trước đây của ông là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, và việc tiếp đón ông Lâm tại trường cho thấy một tổ chức thường xuyên tự nhận mình là người bảo vệ quyền công dân lại đang bỏ qua tình cảnh của những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. VOA nhắc lại Việt Nam bị các tổ chức quốc tế và cả chính phủ Mỹ đánh giá thấp về hồ sơ nhân quyền, nhưng chính phủ Việt Nam do Đảng Cộng sản cầm quyền luôn phản bác những cáo buộc về vi phạm nhân quyền. VOA cũng dẫn lời kêu gọi của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ hôm 23 tháng 9, gửi tới Tổng thống Joe Biden và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ của Mỹ, nói rằng không nên xem việc trả lại tự do cho hai tù nhân nổi tiếng của Việt Nam là dấu hiệu cho rằng ông Tô Lâm sẽ là nhà lãnh đạo có quan điểm cải cách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vì sao Đại học Columbia mời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trước sinh viên? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.